call Jubin, you'd have a kid. Who you calling? I call a kid, and Jubin have a kid. Con gọi cho con của chú Bình hả? Chú Bình nào? Cái chú Bình mà mua cho con đầm váy á hả? No mom. Chú Bình nào? My toys. À, chứ cái chú Bình mà mua cho con đồ chơi hả? À, rồi đó là đúng là một chú Bình đó. Trời đất ơi, bữa nay tự nhiên nó cầm cái điện thoại nó gọi chú Bình. Rồi là chú Bình mới đây. The real PJ Masks. On the road, Pokemon, yep, it's kidding. Trời ơi, tự nhiên chú Bình bên này trúng số này chú Bình nha. Tự nhiên cái nó cầm điện thoại nên nó gọi chú Bình. Now, chú Bình don't ring. Còn ai? Bà nào mua cho con PJ Masks? Yep, okay. Mom, I'm talking about the PJ Masks in here. Ừ, nhưng mà bà nào? Bà nào mua cho con PJ Masks, con nhớ không? Bà tên gì? Bà tên chú Bình. Không phải chú Bình mua đầm mua váy, còn bà là tên gì? Jenny. Jenny. Vu. Vu. Jenny Vu. Jenny Vu. Con nói là bà Jenny. Bà Jenny. Đúng rồi. Rồi bây giờ con gọi ai? Bây giờ con gọi chú Bình mua đầm mua váy hay là gọi bà Jenny mua PJ Masks? Mom, I'm calling Audrey. Ồ, gọi giờ gọi Audrey luôn hả? Rồi gọi Audrey đi, kêu Audrey làm gì? Mom, I'm calling Audrey. Rồi gọi đi. Trời, bấm gì dữ vậy? Bấm nát điện thoại luôn hay gì? Rồi gọi đi. Cái gì bấm nhiều số quá vậy? Yep, I don't know what your name is. I'm Audrey, okay. Yep, yep, yes. I'm with your toys. Cái gì vậy? Look up. Say hi. Hi, Audrey. You can come in my house. Don't hit me. Audrey qua nhà chơi, đừng có đánh chơi nha. Rồi, trời ơi. Yep. I'm calling your cat. Gọi ai? Gọi bà ngoại Việt Nam đi. Okay. I'm done calling. Hello, bà ngoại. You don't know. I want the toy because oh bà ngoại, on the toy, please. Ủa bà ngoại cấp máy con hả? Trời ơi bà ngoại sao cấp máy, giờ gọi ai? Dạ gọi ông Lũ đi. Dạ ông Lũ. Số ông Lũ số máy nhớ không? Mom, I just press the button. Rồi ông Lũ đi. Hello? Yep, ông Lũ. Con muốn đồ chơi. Con muốn đồ chơi hả? Yeah. Dạ chú mình. Đúng quá hả? Trời ơi. Dạ, con give PJMS toy. Con give fucker. Trời ơi, FaceTime hả? Đang ở FaceTime hay gì vậy? No. À, FaceTime, đúng rồi, để FaceTime mình chi để xa quá. He gave FaceTime. Yep, he just hang up. Ủa, ông Lũ cấp máy rồi hả? Dạ. Rồi, ông có mua không? Mom, yeah, he won't move. Rồi, ông Lũ có mua đồ chơi không? Dạ, mẹ. Rồi, giỏi, giờ gọi bà Nhung đi. No, mommy. Sao? Let's call Mom. Gọi mình đi lo ra. Gọi mình đi lo ra đi. He named it 56. Oh. Số điện thoại là 56, đúng rồi. Hello, yep. We Lucius. He come home in your house. Yep. They'll be home in 5 minutes. Yep, okay. Ít. Chừng nào bà về? A few minutes. Vài phút nữa bà về hả? Hay quá. Quá dữ luôn. Trời ơi, sao cầm cái điện thoại gọi hết người này tới người kia hả ta? Có biết nhắn tin không? Dạ mẹ. Có biết chơi Facebook không? Dạ mẹ. Có biết chơi TikTok không? Dạ. Thì TikTok chơi sao? Chơi chỉ coi. Let me set it right here. Đúng rồi. Oh, he did one. Rồi, chơi TikTok đi. Mày cầm cho con cái TikTok. Rồi thôi con dựng nó đi. Dựng đây nè. Đúng rồi. Rồi chị TikTok đi. TikTok là chơi vậy đó hả con? Wow, TikTok đó. Ui cha ơi. TikTok là nhảy với luôn quá hả? Rồi có chụp chân không? Nhảy chụp cái chân coi, nhảy chụp cái chân lên sao? Trời ơi TikTok đi cuồng quá.
Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời trời đất ơi, trời. Học ở đâu mà chơi TikTok cái kiểu mà lắc lắc cái đít đó, cho con đập cho một đập, chứ không được nhảy cái kiểu đó nghe chưa. Trời đất ơi, giờ TikTok. Để hai chân lên luôn, hai chân luôn. Để hai chân lên luôn, đúng rồi. Đâu có sao đâu, té đứng lên thôi chứ chi đâu. Đó, con lấy giấy con dục ở dưới đất để làm gì, con lụm lên cho mẹ coi. Đó, thấy chưa? You can do it. You can do it. Giỏi quá. Rồi bây giờ mẹ hát ra, mẹ dừng nhạc là con hát nha. Đi 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 da 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 đi chạy 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 sky hồi hồi rình hồi rình qua đi quá dữ luôn. Giờ hát bài gì nữa? Hát bài Giờ Ashi tặc là bài gì? Xạo không? Bài sao Ashi tặc là bài gì? Mom, I want something else. Mom, bài khác. Con lụm cái giấy đó lên cho mẹ coi. Đưa cho mẹ cái giấy dưới đất coi. Lẹ lên. No. Rồi mẹ mới chơi. Ok. Ok. Ok, papers. Tao đập cho một đập cái con này quá. Mom. Giỡn ngươi được không? Ready, I'm calling you, buddy. Giờ gọi điện thoại nữa hả? Rồi, giờ gọi đi. Mom, I want to call. Muốn gọi ai? Đứng này gọi đi. Bây giờ, mẹ cùng Mom, let's call Mommy. Call Ba Bảo đi. Ba Bảo, ok. Ba Bảo. Ba Bảo, bè. Zach, he's texting me. Oh, bà Bảo nhắn tin con hả? Hmm? Nói gì vậy? I said, bring the toys to me. Oh, trời, bà Bảo nói là đem đồ chơi qua cho bà Bảo hả? Dạ mẹ. Rồi giờ con có đem không? Dạ mẹ. Đem đồ chơi gì? Con tính đem cho bà Bảo đồ chơi gì? Mẹ, this one. Cho bà Bảo hai cái đồ chơi luôn hả? Dạ mẹ. Trời ơi, đồ chơi gì? Đồ chơi, the princess, Donald. Giỡn mặt không giỡn không? Giỡn dữ lắm. Rồi nhảy coi. Đi ra đi ra đi ra đi. Gõ ngoại đi. No, go Cuban. Go Yep. Cuban, can bring me the toys to you? Can I? Yes? Okay. Mom, he said yes. Cuban nói Cuban đem đồ chơi cho con hả? I'll be right back. Oh, be right back luôn hả? Dữ người ta. Đi đâu hả? Trời ơi, nó chế là dữ không cô chú. Trời ơi. Ê, coi chừng nha, coi chừng dập chân nha. I can't hold it. Giờ chơi TikTok đi. No, mommy, I'm trying to call. Giờ gọi ai? Gọi bà ngoại năm đi. Mom, chú Bình. Gọi chú Bình nữa hả? Yeah, không. Chứ gọi ai? Yeah. Mom, you see it? Gì đó? Mom, there's a bottle. À đúng rồi, nước đó. Mom, there's a bottle. Thì để nó đi, chạy nó đi. Trời ơi, tướng mà kìa. Nam, bà lấy điện thoại, bà gọi giáp chồng đó. Bây giờ nó chơi đồ chơi là nó làm bộ, nó nói chuyện đồ tầm linh vậy đó cô chú. Mom, ông không. Mom, con gọi cho mẹ đi. Chú Bình. Rồi gọi chú Bình đi. Mom, let me just text and call. And already call. Vừa nhắn tin vừa gọi điện thoại đúng rồi. Yep. Oh, I forgot the numbers. Con quên số điện thoại hả? Please. Con chụp hình cho mẹ đi. No. You can press this button. Oh, cái đó là chụp hình đó con. Rồi con chụp cho mẹ đi, giờ mẹ chụp nha. Tao đập cho một đập bây giờ á nha, không có được nói vậy nghe chưa. Rồi con chị làm sao nữa? À.
Điều quá tự nữa gì nữa, sao nữa. Ui trời ơi, hình đẹp ghê đấy, mày lướt mày coi coi. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi cái tấm này đăng Facebook được nè. Ồ cái tấm này đăng Instagram được nè. Cái gì vậy? Kệ nó đi. Trời ơi cái tấm này là đăng lên TikTok được nè. Quá đẹp luôn, chụp tiếp. TikTok. Rồi, chụp tiếp, chụp hình sao? No, let's go. Cô chú đó, thấy không? Thấy nó chỉ tôi chụp hình không? Mom, no, let's be texting him. Let me take Steven and let's take all the cut. And then touch all the pictures. Không hiểu luôn. Mom, let me text all the people and then he will text big people. Mệt, nó nói gì không hiểu vậy. Gọi cho, bây giờ gọi cho Bali với Bình Sành đi. No. Sao let's call Steven. Gọi chú Bình. Chú Bình. Nó gọi. Chú Bình mua cho nó yes, nhiều. Hello. Yep, come into my house and bring my toys. You close me. Yep, okay. Yep, bye. Chú Bình mua cho nó nhiều, đọc nhiều vậy quá. Mỗi lần là gửi ra tới là nói chú Bình mua. Bây giờ là nó gọi chú Bình quá trời gọi luôn trời ơi. Chú Bình cười đã rồi luôn á. Yep, yep. Chú Bình cưng nó lắm cô chú ơi. Yep, chú Bình. I mean, yep, bye. Trời ơi, nó gọi dữ chứ. Bây giờ gọi cô chú Việt Nam nói là cô chú ơi con sắp về rồi. Gọi đi. Okay. Rồi. The... Nói cô chú ơi con sắp về Việt Nam rồi. Scouts. Rồi bấm nhân bấm. Rồi alo cô chú kìa. Hả cô? Cô chú ơi. Ôi trời ơi. Nó làm bộ đó. What's so funny? Yeah, because he's funny, like no clothes on him. Ai không mặc đồ? Mom, I'm funny because you have no clothes. Ồ, cô chú không mặc đồ hả? Trời ơi, cô chú mặc bằng. Trời ơi. Trời ơi, nó nói cô chú không mặc đồ rồi, vậy nó cười. Rồi bà sợ, bà diễn dễ sợ, bà diễn dễ sợ. Trời ơi, bà diễn dễ sợ, bà nó bật con phải thăm. Oh, hello cô chú, hello. Phải tham hả? Yeah. Ừ. Hello cô chú. Like no, no. Trời ơi, câu chuyện vui dữ vậy đó hả con? Nó nghe nè, con nói cô chú ơi, con sắp về Việt Nam rồi. Để về Việt Nam rồi. Ra sân bay đón con nghe. Yes, nói con nè. Trời ơi, bây giờ nó tập tạ để về Việt Nam cho nó đẹp. Trời ơi, nó vừa nói chuyện điện thoại mà nó vừa tập tạ luôn ha. Nó đâu có thời gian đâu. Nó nghe nè. Đó, giờ bu bì gì nữa đây, tao đập cho bây giờ. Nó nghe nè. Để nghe nè, để mày nói nè. Về Việt Nam là cái bụng phải nhỏ lại. Chứ cái bụng như vậy là về Việt Nam là mặc đồ mặc đàm không đẹp là cô chú nói là xấu. Lại đây, đưa cái con bước bụng coi. Ngửa bụng ra coi. Trời ơi, cái bụng gì là không về Việt Nam được rồi. Việt Kiều là phải cái bụng cho nó ốm xuống. Ừ đúng rồi, hớp vô cái bụng cho nó ốm xuống. Đúng rồi, chứ mà còn Việt Kiều mà cái bụng như vậy là người ta nói là ở bên đây ăn chi, ăn đồ, ăn phô mai đồ nhiều quá là mập. Việt Kiều là phải bụng ốm xuống chút. Như cỡ A Trì là về Việt Nam. không phải Việt Kiều đó. A Trì về Việt Nam là A Trì được gọi là người Mỹ, phải không? Ai? Trời ơi, bữa nay nó làm gì mà nó diễn dễ sợ không cô chú ơi. À, trời ơi, chuyện gì nữa bây giờ sao nổi giận rồi? Mom, that's not funny. Ủa, không vui hả? Mày chọc con cái bụng con giận hả? Mm-hmm. Trời ơi, chọc nó cái bụng bự nó giận rồi cô chú ơi. Giận rồi. Hello, cô chú. Nói lại coi. Hello, cô chú. Hello, cô chú sao? Con đang gọi ngọt chai. Trời ơi, Mom, I want to be texted. Ờ, con muốn nhắn tin hả? Con muốn nhắn tin dài. Muốn nhắn tin ông Bửu không? Rồi nhắn đi. Xin lỗi. Rồi. He was texting me. Ồ, con Bửu nhắn. Thế mày đọc coi ông Bửu nhắn gì vậy? Ồ, ông nói là em chay chay của mẹ em ơi. À, ông nói là em chay chay của mẹ em ơi. Con nhắn lại đi, nói con nè. Con nè. Có chuyện gì không? Có gì không? Không có thì thôi đừng nhắn. Yeah. Hả? Nói là không có gì thì đừng làm phiền con. Gì vậy? Gì vậy? Làm gì vậy? I don't want. Không muốn nữa hả? Ừ, giận rồi đó hả? Giận thì có mặt phải sao?
À, giận là mặt phải vậy hả? Trời ơi, giận là giận, giận điên cuồng. Mom, let's play TikTok. Cái gì? TikTok. TikTok phải không? Mẹ muốn chơi TikTok phải không? Yeah, mẹ. Mom. Phải xuống dưới đất mới chơi TikTok được chứ. Mom, you hold it. Đúng rồi, mẹ cầm camera cho con chơi TikTok, đúng không? Ok. Rồi, xuống. Rồi, nó nói mẹ quay TikTok cho cô chú coi đó. Ý nó nói là vậy đó. Rồi, xuống này, bước xuống. First you get down and then... Cái gì vậy? Xuống đi, xuống đi. That's a big shot. Rồi, nhảy xuống này. Nhảy xuống này, mẹ quay TikTok. Rồi, dựng điện thoại xuống. Oh. Dựng cái máy xuống. Mom, I want me just boop, boop, boop. Rồi, mẹ cầm cho, mẹ cầm cho. Rồi, mẹ cầm cho, mẹ nhảy TikTok nha. No, mom, that's calling. Ok, cầm nhảy TikTok. Đi da 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 đi chạy 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 sky 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 hồ rừng qua đi em chạy chạy của mẹ em ơi sikula của mẹ em ơi em badaway của mẹ em ơi suzuki của mẹ em ơi em chạy chạy của mẹ em ơi Ferrari của mẹ em ơi. Sao em bị tè vậy em ơi. Rồi hát bài gì nữa. Trời này đi giống ba lê dữ ta. Đi da đi da đi da đi ba lê ba lê ba lê em múa ba lê. Bây giờ chiên quá xiết luôn. Trời ơi một chân một tay luôn quá dữ luôn. Mà bà xóa được. Đúng rồi hay quá. Rồi bà hát bài gì nữa ta? Hát bài gì cho nó diễn nhảy cho hát lên ta. Ok. Ok bây giờ mày hát bài này nha. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền. Rất no say. Vì tình thương bao la cho con biết mấy. Những đêm mong con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ cô biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói. Nhảy. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Tiến con đi qua bao suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi xa đi cho con mồ côi. Mẹ đừng mãi ra đi. Trời ơi, tẹt chân luôn. Ôi mẹ yêu. Trời đất ơi, sao cuộc đời tôi sao hay dữ vậy ta ơi. Quá hay. Trời ơi, tôi hát mà tôi hát không nổi với cái màn biểu diễn luôn. Trời ơi, quá điên cuồng luôn. Rồi bây giờ nha, bây giờ thì hát thêm. À quên cầm TikTok luôn mẹ hát. Mẹ con hát con nhảy hay quá mẹ quên cầm TikTok luôn. Nữa không? Nữa phải không? Bây giờ hát bài tiếp nè. Hát bài Chỉ Là Nỗi Nhớ nha. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức. Chỉ là nhói thêm một chút. Chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức cô xóa đi đoạn tình ban sơ. Rồi lại chơi vơi đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lầm lỡ. Trái tim vẫn không ngừng nhớ. Đợi chờ anh đến hóa ngu ngơ. Cái đó giống thằng làng tiêu thường. Tình yêu đã phai mờ. Như hoa nở không màu. Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây.
hằng lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người đứng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Trời ơi, quá trời, quá đất luôn. Nữa hả? Hát nữa hả? Trời ơi, mẹ hát không nổi rồi Chay ơi. Giờ hát bài gì ta? Elsa. Giờ hát bài sao không? Rồi, chờ chút, chờ chút. À, cầm nữa, hành hát nữa phải không? Thôi nhưng mà cho mày hát tiếng Việt, mẹ hát tiếng Anh, mẹ hát không chuẩn cô chú cười mẹ đó. Rồi, mẹ hát bài gì cũng được nha. Rồi, upside down, giờ phải dựng lên vậy mới đúng phải không? Chứ vậy là sai phải không? Rồi, ok. Bây giờ mẹ hát nha. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Đây nè, khoan, nghe mẹ nè. Chay, con phải nghe cái giai điệu của mẹ hát và con phải nhảy theo cái giai điệu. Thí dụ như mà mẹ hát nhanh là con phải nhảy theo nhanh, mà mẹ hát chậm là con phải nhảy theo chậm. Ok? Chứ không phải là con muốn nhảy theo cái kiểu nào cũng được. Ok, bây giờ nghe mẹ hát nè. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Cái gì vậy? Là gì? Sao vậy? Bài đó hát, bài hát đó không hay hả? Ồ, cái bài đó không hay hả? The Venus. Ồ, cái đó không phải là bài hát TikTok hả? Ai biết đâu, cái bài TikTok hát sao? À, cái bài TikTok phải nhanh nhanh lên phải không? Ok, bây giờ mày hát nhanh lên nè. Ok, ok, bài nhanh nè. Dù có gió mưa tơi bời, dù có sóng cao ngất trời, ôi tình yêu trao cho anh năm tháng không bao giờ phai. Mình dắt nhau đi cuối đời, mình sẽ bên nhau suốt đời. Thế gian đổi thay, vẫn yêu nhau hoài. Tình yêu mới đến là cơn gió cuốn nhẹ như gió tình mơ đã cuốn đi hoài. Tình yêu mới đến làn mây trắng trôi lênh đênh, thuyền ta đó thuyền vẫn lắc lư bồng bềnh. Tình yêu như trăng như thơ, ánh mắt long lanh đêm nào. Da 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 lòng đây. Không phải bài TikTok hả? Oh, that's not the TikTok. Yeah. Ok, yeah, TikTok bài này. Mày có biết bài TikTok bài nào đâu Chay? Ai nào ngờ tình yêu như trăng như thơ, ánh mắt long lanh đêm nào, ngồi bên nhau tình bay vút lên trời cao. Yo! Dù có gió mưa tơi bời, dù có sóng cao ngất trời, ôi tình yêu trao cho em năm tháng không bao giờ phai. Mình dắt nhau đi cuối trời, mình sẽ bên nhau suốt đời. Thế gian đổi thay, vẫn yêu nhau hoài. Hay không? Yeah. Quá hay luôn. Yeah, nữa hả? Trời ơi, con hát con nhảy nổi không? Yeah. Con có mệt đâu. Dạ không. Con có mệt không? Yeah. Không mệt phải không? Rồi, đu TikTok vậy nào, nhảy nữa phải không? Yeah. Mẹ hát, con để cho mẹ hát cái bài hát mẹ biết chứ, mẹ có biết bài TikTok bài ba cái bài si ba chao si ba chú rồi này kia mẹ có biết đâu. Bây giờ mẹ hát bài nào được hát không? Xin chào, cái phải biết. À, xin chào sao? Vuốt tóc rồi quay vậy đó hả? Là xin chào hả? Rồi bây giờ mình biết bài hát bài nào nữa ta? I'm scream the bass. Hả? Bây giờ hát bài gì nữa ta? Rồi, hát bài gì? Đây mày suy nghĩ, tự nhiên có con kêu mày hát hay mày không biết hát bài gì? Hả? Đâu cô ngồi xuống con tẹt háng cho mẹ coi coi. Hồi nãy cái cú tẹt háng nó quá dữ luôn, ngồi xuống tẹt lại coi. Ngồi tẹt lại coi tẹt háng. Anh nột tẹt cái háng ra, bành cái chân ra. Stretch your legs. Đúng rồi, đó đúng rồi, là cái đó gọi là tẹt háng, nghe chưa?
tiếng Việt gọi là tẹt háng. Con nói đi, tẹt háng. Lớn lên. Đúng rồi, không, không nói nào mà. Tẹt. Nói đi, tẹt háng. Con này nó đàng hoàng coi chứ nói gì, cái la lên gì sầm vậy? Tẹt. Háng. Háng. Đúng rồi, tẹt háng. Chơi đi. No, I'm not gonna play with you anymore. Chứ con nó con nói tôi nói chuyện đàng hoàng cái con la sầm vậy không chơi nữa à? Rồi bây giờ mày nói tẹt háng là biết tiệt là tẹt háng là gì nha. Giờ muốn nhảy nữa không? Rồi bây giờ nhảy bài bài gì ta, bài gì mới ưa hát rồi, bài cánh hồng phai đi nha. Ok, bắt cái bài này đúng là bài ba lê luôn nè. Cánh hồng phai nha, phải dây ba lê nha. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim. Vỡ tan nhạc lại từng cánh rung rơi, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì lời em yêu đã nói dung nhang tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta sao nhảy, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tan. Mom, I see something. Cái gì vậy? See gì? Mom, it's changing. Kệ nó đi, cái bóng đèn nó che, em kệ nó đi. Ôi trời ơi. Mom, it's changed. It's okay. Rồi, có nhảy nữa không? Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng. No, mom. That's not a singer. Cái này mày không được dùng để mấy karaoke hả? Yeah. Mày để lên miệng mày ca thôi. Yeah. Không được hả? Mẹ cho mày mượn, mày cầm rỡ micro mày hát thôi chứ. Mom, it's not micro. Cái đó không phải micro hả? Rồi, ok, ok, cái điện thoại không phải micro, đưa đây. Trời ơi, tôi lấy cái đó tôi bỏ lên miệng tôi hát, nó nói không, cái này không phải để hát. Ok. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt chảy ngóng trong, mong tình sẽ đến một lần bên cháy để thôi. Ôi, tự nhiên cầm dép tuôn cháy. Mom, just grab it over there and then put it on. Ok rồi, chút nữa rồi. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Nàng khóc cho mình. Hết rồi. Trời ơi, mẹ hát hết nổi rồi con. Sao con nhảy sao con có nhiều năng lượng quá vậy chay? Quá đấy. À, giờ đi lấy nước cho mẹ uống đi chứ mẹ hết hết nổi rồi. Đi lấy nước vào đây nè. Đúng rồi, lấy nước cho mẹ uống chứ mẹ hát hết nổi. Trời ơi, nó thay nghe mẹ nó hát hết nổi. Nó đi lấy nước rồi cô chú ơi. Nay nhảy quá hát không nổi luôn. Ok. Bây giờ chơi chơi bolero nha, xuống nhảy bolero, mẹ hát bolero. Rồi, xuống đây mẹ hát bolero nha. Rồi, mẹ hát bolero nè. Bây giờ mày con hát sao bài sạc phải không? Ok, bây giờ mẹ hát bolero. Được, mẹ nè. Nghe nhạc mẹ hát nè. Đường lên dọc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Ủa sao vậy? Lầu ông hoàng đô. Mom, I just looking at you. Con ngồi con nghe mẹ hát hả? Ok. Lầu ông hoàng đô, thuở xưa chân hàng mạc tử đã qua. Sao con không nhìn mẹ? Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng.
tiếng chim kêu đau thương khe nức nở giữa trời sương, lá rơi rơi đầu đây sao cực. Sao con không nhìn mẹ? Ngờ bước xong con cô diễn buồn á hả? Đúng rồi, Hàng Mặc Tử là phải buồn. Con không buồn hả? Ô, con chỉ giả buồn thôi, đúng rồi, con không buồn, con giả buồn. Tìm về nửa đêm trường. Nó đang diễn đó nha cô chú nha. Được tiền vào quy nhân, đất quy nhân gầy đón chân chàng đến. Tình yêu vừa chớm, thế xa cho chàng cuộc sống phế nhân. Buồn quá trời buồn luôn. Tiếc thầy cho thân trai một nửa đời chưa quá hết. Buồn quá. Tiếc thầy cho tờ duyên chưa thấm nồng đã vội tan. Buồn ghê. Hồn ngất ngây điên cuồn khi trời vẫn cũng ra ra. Mà từ nay còn đâu. Trời đất ơi, nó buồn quá trời buồn cái bài hát. Bài hát nó buồn ghê, con trai nó ngồi nó buồn bã. Nó diễn tả đúng tâm trạng của mẹ. À, biết rồi mẹ. Thì ý là mẹ nói là con giả buồn đúng không? Con giả buồn để theo cái lời bài hát của mẹ đúng không? Trời ơi buồn ghê, bây giờ mẹ hát thêm một bài buồn nữa nha. Bây giờ mẹ hát một bài buồn nữa nè, lắng nghe cái lời và cái nhạc điệu của nó nha. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Da 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 da. Rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngày ngần. Mom, I stick it earlier. Đúng rồi, con dán đó. Dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Da 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 da. Nhảy đi con. Rồi ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Nhảy. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi. Bây giờ có hát nữa không? Nhảy nữa không? Lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy tôi thương hại nên mới quay lại. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, sợ những một na na na. Mom, that's enough sing. Rồi, hát xong rồi phải không? Let's call. Trời ơi. Mom, we call. Giờ gọi ai? Gọi chú Nas. Chú nào? Chú Nas. Chú Nas là chú nào? Chú Nas, chú Nas. Chú Nas là chú nào? Trời ơi, cuối cùng là nó cho tôi hát luôn. I'm sorry. Ôi, thôi xong rồi nha, video tới đây là xong rồi. Bye bye cô chú. Not yet. Not yet gì nữa. Nãy giờ là quá nhiều rồi. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Con yêu cô chú không bà? Cô chú bà. Quay mặt qua bye bye đàng hoàng. Bye bye. Trời, có được đời không?